Em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Em cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em cho suốt cuộc đời. Trời ơi, nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Dạ, em tên là Cẩm Vân, 24 tuổi, đang là mẹ của 35 đứa con. Ồ, cô giáo giữ trẻ, 35 dạ. Đứa con. Một thân hình mảnh mai như thế này, quản lý 35 em một lúc. Dạ. Dễ thương nha. Quản lý thêm người này đứa con sao dạ, nha. Dạ, bạn trai mình. Dạ, em xin giới thiệu là em tên là Nguyễn Giang Quốc Giang. Giang bao nhiêu tuổi? Dạ, năm nay 24 tuổi chị. Nghề nghiệp là gì bà? Dạ, kinh doanh đi. Cụ thể là kinh doanh gì? Buôn bán nông sản. À, nông sản tức là lúa, gạo, tất cả loại trái cây này kia hả? Dạ. Làm công việc đó bao lâu rồi? Dạ, cũng được 4-5 năm rồi. Vậy rồi trước đó là mình làm cái gì? Dạ em đi bộ đội xong rồi kinh đặc đại xong rồi về xã làm được năm á, xong rồi em về làm bà. Về xã làm gì? Dạ là trung đội trưởng. Qua cái môi trường quân đội thì chắc chắn cái bản lĩnh của bạn rất là tốt. Quê bạn ở đâu vậy? Dạ em ở Vũng Tàu á. Vũng Tàu? Dạ. Wow. Em đang ở đâu? Dạ em ở Bến Tre chị. Bến Tre với Vũng Tàu. Không cũng gần, nó đi tàu cũng gần. Rồi giờ hẹn hò sao trời? Bến Tre đi ra cửa đại đi vòng qua Vũng Tàu. Thôi không sao, cái chuyện đó một hồi nữa mình tính sau. Em giới thiệu về những điểm mạnh điểm yếu của em trước đi. Em hay lanh chanh lắm, tài lanh nữa, nói chung là rất là nhoi. Lanh chanh tài lanh nhoi nữa. Dạ em nhoi dữ lắm. Anh Quyền Linh thấy mấy đứa nhỏ nhoi sao là em nhoi y vậy mà em nhoi không có chọn lọc. Bạn trai bây giờ nói chút xíu đi, như thấy bạn hơi căng thẳng chút xíu. Tình hình sức khỏe ra sao? Ổn định. Ổn định ha. Nãy giờ em nghe giọng nói của cô giáo bên kia thấy sao? Ngọt, dễ thương. Dễ thương hả? Dạ. Mình muốn đi tìm một đối tượng như thế nào? Cũng bình thường. Có yêu cầu ngoại hình gì không anh? Dạ không. Sao dễ vậy? Dạ trải qua mấy mối tình rồi? Dạ hai. Hai rồi, mối tình dài không? Dạ mối tình đầu tiên là 4 năm, mối tình hai là được, chắc 5 tháng. Lý do 4 năm tại sao mình lại chia tay? Dạ đi bộ đội. À, xa mặt cách lòng. Dạ. Ủa mình đi bộ đội mấy năm? Dạ 2 năm chị. Rồi hai năm ở nhà bạn gái là có người yêu khác. Dạ. Rồi mối tình tại sao có 5 tháng phải chia tay? Dạ bạn nó nhỏ con quá. Nhỏ con quá chia tay hả? Không, bạn chưa chia tay chứ em chưa tay. Đi với em ngại. Bạn có đối xử tốt với ta không hay là ta lấy cái cớ đó thôi? Quá tốt luôn hả? Quá tốt luôn hả? Dạ. Nhưng mà giờ tôi hỏi thiệt về bạn, lên đây bạn tìm bạn gái tìm vợ, bạn không có đặt ra một cái tiêu chuẩn gì trơn trọi hả? Dạ cao 1m85 trở lên được rồi chị. Mà em cao có 1m53 anh ơi. Cũng được, không sao cả. Đại giá, không dễ dãi lắm, mà hỏi nó cho vui vậy thôi. Bạn ở đây giờ rung hồi hộp lắm, cái gì cũng được hết trơn á. Còn gì nữa không em? Dạ, dễ tính là được chị, đừng có keo kiệt quá. Cái đó dạ, vì... sợ anh mới đúng. Ừ, bạn gái phải sợ bạn trai keo kiệt mới đúng chứ. Em khoảng làm chị ơi. Khoảng lắm hả? Dạ. Mai mốt lấy nhau về tiền bạc ai giữ? Dạ, vợ. Vợ giữ ha, còn lúc làm bạn gái thì tiền bạc ai giữ? Chắc cho bạn gái gì đúng quá. Sao nữa? Em nói thiệt. Thiệt hả? Dạ. Ủa là sao, là sao? Bây giờ yêu nhau thôi là cũng tiền bạn gái giữ luôn hả? Dạ, đi chơi rồi mà gái giữ. Dạ. Ủa tại sao dễ dãi vậy? À không biết. Em có khuyết điểm gì không? Giống như là nó ngọng thì. Đâu ngọng đâu, anh nghe nó hơi khó chút xíu thôi. Rung lắm hả? Dạ. Thôi bộ đội gì mà rung vậy? Mạnh mẽ lên coi. Gì? Hỏi thiệt nè. Dạ. Trong người có bị gì không? Dạ không. Đâu đứng lên xoay vòng coi. Phong độ mà. Phong độ mà làm gì dễ dãi vậy? Trời đất ơi. Ế lắm không? Dạ không. Không ế lên đây làm chi? Kiếm vợ chị. Sao không tự kiếm đi? À, kiếm ra chị. Thì là ế. Dạ. Nó nghe nè, cô bên đây cũng nhỏ con. Dạ. Sao, có vấn đề gì không? Dạ không. Sợ bạn anh nói thôi chứ em sao? Em cỡ nào cũng được hết trơn phải không? Dạ. Thì nào đám cưới được? Cuối năm thì. Có chuẩn bị gì chưa? Dạ rồi. Có cái gì? Nhà cửa xe cộ. Hứ, nhà cửa của ai? Ba cho. Cho chưa? Dạ rồi. Có đủ hết rồi ha? Dạ. Nhưng bây giờ cái vụ mà người ở nơi này, giờ trong lúc hẹn hò này nè, rồi mình sao? Thì tháng sẽ là lần. Tháng xuống một lần à? Tháng xuống một lần ít quá vậy? Đó. Dạ hai lần chị. Hai lần ha? Dạ. Em có dạy gái không? Dạ có. Có hả? Ê, giờ đang yêu nhau có tiền đưa bạn gái giữ luôn hả? Dạ. Trời vui vậy? Mọi người làm chứng giùm em nha. Thiệt luôn hả? Bây giờ thí dụ như có 10 đồng mà đưa bạn gái giữ mấy đồng? Trong 10 đồng chị. Thiệt không? Trời ơi. Thì đi chơi bạn gái giữ cho khác chị. Ôi, lần đầu tiên nghe người vậy luôn á. Trời, bóp bóp đưa bạn gái này muốn xử lý sao xử lý cho nó dạ. Gọn. Mà thật em... sự trong bóp có chừng vài chục ngàn thôi. Không, cái vấn đề em không quan trọng trong bóp có nhiêu tiền, mà quan trọng cái tâm người ta đưa cho mình bao nhiêu phần trăm là cái tâm đó mới là quý. Không, tâm tôi tính hết trơn rồi ông ơi. Nhưng mà đưa, à có nghĩa là đưa bạn gái đưa hết không hay là đưa mớ còn nhiêu giấu giếm ở nhà? Dạ, giấu ít. Còn có giấu hả? Mày có cái gì nó giấu mình hay sao ta? Không có gì chị. Thiệt không? Dạ thiệt.
mạnh khỏe. Dạ. Thấy chị cái tường sợ quá lo sao? Dạ tập luyện dữ lắm mà lên đây xong. Tập luyện gì? Giống như là nói chứ gương vậy. Ồ, nói gì đâu sao đâu ra giờ bề gương gương đó, nói thử coi. Hôm qua tập sao? Hả? Dạ lên gương kêu là lên cho con giả, lên cho chị xong rồi hỏi bằng nữ. Rồi. À có ngồi nó nhảm nhảm vậy đó hả? Dạ. Ủa làm gì mặt đỏ vậy? Với cỡ hả? Thôi đừng có chọc tao hoài nữa mà, được không, rồi. Không cho thì vui mà, vui. Chọc tội nghiệp á. Ha. Thôi im đi anh coi. Dạ dễ thương mà. Gái sao dễ thương mà. Dạ. Vấn đề là ví dụ đưa tiền cho người yêu giữ đó, được vụ đó được á. Dạ à, chào. Chào cô giáo. Dạ. Dễ thương nha. Anh kiếm bự con lắm. Anh có thể che chở cho em là mưa gió bão bùng gì đó. Tao quản lý ba mấy đứa nhỏ đó. Dạ. Còn đứa dạ, nhỏ đây quản lý chắc cũng được đó. Bạn không thích gì ở người đàn ông? Dạ em không thích bạn trai ghen tuông. Bạn trai có ghen không? Dạ có. Có hả? Dạ. Ghen dữ không? Ít thôi. Ít thôi. Rồi gì không thích bạn trai gì nữa? Dạ không thích hút thuốc. Có hút thuốc không? Dạ không. Với lại em thích bạn trai của em là phải sạch sẽ, dễ nhìn, biết quan tâm người khác. Bạn trai có sạch sẽ không? Dạ có anh. Có luôn. Quan tâm với bạn gái không? Đưa dạ. Bóp luôn là quan tâm quá rồi. Được lắm, được. Cái vụ đưa bóp là tôi chịu. Vậy là đủ rồi ha. Còn gì yêu cầu nữa không? Ba em á là nói là phải cao 1m7 trở lên mới cho quen. Để sau này cái hiện nội giống á. Em nhỏ con quá. Mày dư luôn á. Bạn trai đâu có thể ẩm em chạy vòng vòng cũng được nữa. Không nè, có lo. Có cái gì đâu nữa mà lo. Mọi thứ là bề ngoài là hoàn hảo hết trơn rồi đó. Không, rất là phong độ. Chúng ta sẽ gặp gỡ người thân của hai bạn xem sao. Được dữ lắm nha. Em có đi với ai không? Dạ có em trai với bạn thân. Em trai? Rồi thôi mình hỏi em trai đi. Nãy giờ em thấy thái độ của anh trai em sao vậy? Anh quá run luôn. Ở nhà mình lắm, mình miệng lắm. Mà sao lên đây anh run vậy chứ? Em thấy chị gái này cũng dễ thương à. Anh với em chị qua nhau rất hợp. Ra đường thì nắng em trai chị luôn, yên tâm. Em có đi với ai không? Dạ em đi với mẹ với cô Út. Rồi mẹ đâu à? Theo ý của ba dân á thì nói là con trai phải bự con mạnh dạn. Thì cha làm ủy ban xã thì cũng chịu những người bộ đội đảng viên. Thấy cháu đây thì cũng đủ chuẩn và đã đi nghỉ vụ đồ thì cũng rất là mừng. Dạ. Út thấy sao? Út thấy sao? Út kìa. Theo Út, Út chấp mấy điểm? Không biết gấp đâu à. Cái gì cũng được mà hơi xa thôi à. Chừng nữa thì cũng sắp xếp thôi chứ bây giờ duyên nợ thì dù xa ở đâu cũng thành hết rồi chị. Dạ. Cảm ơn gia đình. Chúng ta sẽ có 2 phút gặp gỡ nhau. Kéo màn. Nào, hãy giải quyết chuyện yêu xa. Anh muốn quà tặng anh. Dạ em cảm ơn anh. Em có thể làm phiền anh là gửi tặng bó hoa này tới cho mẹ em được không? Được. Tại vì ngày mai là ngày sinh nhật của mẹ em. Nghe ơn gửi bác. À rồi con cảm ơn con. Ngày mai sinh nhật bác, con chúc bác sinh nhật vui vẻ, vui vẻ sức khỏe. Dạ. Dạ. Trời ơi rung. Không bự con mà sao không rung dữ. To dễ sợ vậy. Em thấy sao? Em thấy sao? Sao anh rung quá vậy? Không biết. Làm như người nổi sải. Anh thấy em sao? Anh dễ thương đẹp gái. Em thì em nhỏ con quá, những cái việc mà ở trên cao quá em làm không được. Nhiều khi á em giận dữ lắm. Thì có anh được rồi nè. Dạ. Rồi anh quan trọng cái chuyện tuổi tác không vậy? Không, anh thì không quan trọng vấn đề đó. Anh còn quan trọng chuyện gì nữa không? Mình em thì có bùng xịn quá như là tính toán cao kiệt như là mỗi lần mà đi chơi với bạn bè đông mình tính tiền này nọ á. Em chuyện đó không có. Ví dụ như có bạn bè thì em trả tiền là bạn gái em đừng có cằn nhằn á hả? Dạ. À, tưởng đâu tính toán hay đi chơi chung chia tiền đâu trả hai đứa. Anh có định nói gì em không? Anh vuốt hồi bên banh lâu ngủ giờ đó. Thật ra thì em tham gia cái chương trình này á là do mọi người ở trường suối. Hai lần đầu tiên đều nói chung chuẩn bị đi hết rồi, tinh thần là vững chắc hết rồi này. Té xe. Cái xong rồi đến lần thứ ba thì em cũng chưa biết được gọi. Nhưng mà trước khi mà em đi lần thứ ba thì em cũng bị té xe nữa. Rồi. Của anh thì thương chưa? Mà... cái duyên đến với em khó lắm đó. Hôm nay cũng là sinh nhật của anh luôn. Hả? Thì em cũng chúc mừng sinh nhật của anh. Bạn có muốn quà gì tặng sinh nhật cho bạn ấy không? Dạ, em sẽ hát. Hình như anh có điều muốn nói, cứ ngập ngừng rồi thôi. Và có lẽ anh không biết rằng em cũng đang chờ đợi. Ở cạnh bên anh bình yên lắm, anh hiền lành ấm áp. Cứ tiếp tục ngày nghỉ thì ai sẽ là người đầu tiên nói ra. Hay là mình cứ bất chấp hết yêu nhau đi anh.
Vậy rồi, hay là mình cứ bất chấp yêu nhau đi anh. Chủ yếu câu đó thôi đó. Bạn trai cảm nhận như thế nào về món quà của bạn gái? Hay chị, ý nghĩa. Tí ra mua quà tặng lại. Mua quà tặng lại? Dạ. Mua quà gì? Bạn nữa thích gì mua tặng nào. Hả? Nói câu này coi chừng à. Tặng cặp nhẫn con. Cái ta có. Trời ơi, mạnh quá. Thích rồi đó nha, soái ca rồi đó nha. Em cũng có coi là cuối năm nay đám cưới thì tốt. Trời, số cái gì cũng phải coi hết sao vậy? Mà đẻ mấy đứa là coi luôn, coi chưa? Đẻ mấy đứa con, chừng nào đẻ? Đẻ mấy đứa anh? Hai đứa à? Hai đứa, em cũng thấy hai đứa được. Vậy anh động viên, cho được hai đứa thôi. Dạ, em thấy anh nói chuyện cũng dễ thương. Hai cũng vậy. Nếu mà em cho anh cơ hội á, thì anh hứa anh sẽ lo em cho suốt cuộc đời. Trời ơi, nè, nè chị nổi da gà hết trơn luôn nè, thấy chưa? Chị nổi da gà hết trơn luôn á. Người đàn ông nào mà nói chị câu đó thiệt á, chị nhào vô chị ôm chị hôn cái chốc liền luôn. Thiệt sự luôn. Thôi, bây giờ rồi. Lo vuốt luôn mũi hoài nói được câu đó đó. Hay quá trời. Thôi, để tay nút bấm đi các bạn. 3 2 Đồn quá rồi. 1 Hết thời gian. Cặp này nghe câu đó là nôn lắm rồi. Hai người nắm tay nhau đi nào. Em dư sức để che chở cho cô gái ấy đấy. Ẩm cổ lên cái coi. Đây. Chưa, ẩm lâu lâu chút, ẩm tiếp đi. Ẩm nó nhận quà nữa. Còn tặng quà nữa, ẩm tiếp đi. Thôi bà thôi. Tặng cho. Bà không cho hả? Dạ. Bà xã không cho. Này dư sức luôn không? Ẩm vòng vòng vẫn được đúng không? Dạ. Hả? Rung không? Còn rung không? Được. Anh rung thiệt. Anh rung thiệt. Anh rung quá. Anh dễ thương ha. Dạ dễ thương. Em nói gì với anh đi nãy, câu nói hay quá. Anh hứa quá hay luôn. Em nói gì đi. Anh hứa thì em phải thực hiện được nha. Anh ơi, có ba con hứa với bác luôn. Gan ghê luôn. Đây là những chiếc vé xem phim. Tôi hy vọng là những cái gì mà đã nói nó sẽ trở thành hiện thực. Dạ. Chúc các bạn hạnh phúc. Và em chỉ hy vọng em sẽ thực hiện được lời hứa với bác gái, dạ. Với bạn gái, với vợ tương lai của em. Dạ. Nha. Chờ tin của các em. Đây gửi tặng hai em nước xịt thơm miệng thảo dược Freelance. Nào, hãy dắt bạn gái đi xem phim đi. Dạ.